hướng dẫn lưu bất động sản trên bản đồ quy hoạch Vuland. Vào trang chủ Vuland. Chọn quy hoạch. Chọn lưu bất động sản. Bạn có thể chọn một trong hai vị trí. Một bảng thông báo hiện lên. Bạn có thể đọc nội dung của hướng dẫn. Khi đọc xong bấm vào dấu X để ẩn. Con trỏ chuột sẽ chuyển thành dấu cộng. Tiến hành vẽ tranh. Điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc vẽ tranh. Một bảng thông tin hiện ra. Chọn lưu riêng tư. Lưu ý, các thông tin có dấu sao màu đỏ là phần thông tin bắt buộc phải điền. Điền tiếp tục các thông tin. Vị trí riêng bạn sẽ không cần phải sao chép và dán tọa độ. Bạn có thể dùng cách quét góc tranh. Bấm tiếp theo. Điền các thông tin cơ bản về bất động sản. Tổng diện tích đất. Giá bán. Dán đường liên kết video vào khung. Bấm vào thêm ảnh. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều ảnh. Điền tiếp tục các thông tin thêm. Bấm tiếp theo. Nếu bạn là chính chủ, chọn vào. Bấm vào lưu tin ngay. Nếu không phải chủ, chọn vào. Nếu chủ sở hữu gửi thông tin cho bạn, chọn chính chủ. Điền số điện thoại và họ tên. Bấm vào lưu tin ngay. Ngược lại chọn môi giới. Điền số điện thoại và họ tên. Bấm vào lưu tin ngay. Hệ thống thông báo lưu thành công. Truy cập ngay vào group Zalo để nhận ngay lịch học miễn phí ngay hôm nay, hoặc liên hệ số hotline 0938539124 để nhận ngay lịch học.